Kênh Tây Phương kính chào tất cả quý vị khán giả. Mình đang có mặt trên cao tốc Cầu Tẻ Rạch Sỏi nha. Như mọi người nhìn thấy phía trước thì những công nhân người ta đang thi công những cái trụ để làm cái hàng rào bảo vệ cao tốc nha. Nhiều bạn thì thắc mắc sao cao tốc mà không có hàng rào bảo vệ. Thì thật sự những cái khâu này là những khâu gần như cuối cùng sau khi người ta thi công cái tuyến đường xong thì người ta mới làm. Do đó mọi người chưa có thấy. Hôm nay thì để mình quay cho tất cả quý vị cùng theo dõi là người ta đang thi công cái những cái hàng rào bảo vệ hai bên đường nha. Đó, đây cũng có cái máy này, không biết cái máy này để làm gì nữa. Nhưng mà thấy mọi người đang tập trung đứng lên cây nhúng xuống vậy đó, giống như ở dưới quê mình làm cầu làm gì đó. Thấy cái chục người đứng lên nhúng cái cây này xuống cho nó nhấn xuống nè. Đây nguyên một dọc hàng rào bảo vệ nó dài đằng kia luôn nha. Đó, coi như là làm xuyên suốt luôn á. Thì đương nhiên định hướng cao tốc thì đương nhiên người ta phải làm những hàng rào này rồi, để cho xe cộ hay là gia súc gia cầm gì đó người ta không có bước vào được. Chứ nhiều khi nó rất là nguy hiểm. Ở 2, 4, 5, 6, 7 người. 7 người cùng nhấn một cái cây. Có hai anh kia đang nhắm nữa cho nó ngay để người ta gào á. Mình quan sát ở đầu đằng kia thì người ta lấy mấy cái chì gai á, người ta kéo à, chứ không phải như ở trên Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. Trung ương thành phố Hồ Chí Minh thì mình thấy hình như người ta làm hàng rào B40, còn dưới đây thì chơi chì gai B40 cũng được, đừng cho mấy con dĩ xâm nhập vô cao tốc. Và nhiều khi xe người ta đang chạy tốc độ cao mà có gì bất ngờ không có xử lý kịp. Nhất là những cái chỗ nào mà nó giao nhau đường dân sinh, nhiều khi cái người ta chạy lên người ta đi nó thì nó cũng nguy hiểm. Tại vì thấy chứ xe ô tô thấy gì mà dễ tránh á, thấy cái chiếc xe máy vô một cái không biết nó ngã lúc nào, không biết nó lấn ra lúc nào, nhiều khi cũng nguy hiểm. Người ta tại vì thà như bên quốc lộ 80 người ta biết trước á, là có nhiều loại xe nên người ta chạy người ta nằm trong cái tư thế gọi là thận trọng. Còn nhiều khi đang chạy ở phía trên đây á, người ta cứ chạy bon bon, người ta ý đi, người ta tưởng không có cái gì nó xâm nhập vào, thì lỡ có con trâu hay con bò hay con chó thì nó chạy vô cũng nguy hiểm. Đây, ngay chỗ này là Kinh Năm nha. Đó là ngay chỗ cầu Kinh Năm, nó có làm cái giao lộ đi vào đi xuống dưới đường dân sinh. Chỉ nguyên xuyên suốt tuyến này thì mình thấy chỉ có Kinh Năm với Vĩnh Thạnh á, nó làm một cái đường đàng hoàng vậy thôi à, làm cái đường đi xuống đó, hệ thống điện này nọ nó cũng xong hết rồi đó. Để mình quay một vòng cho tất cả quý vị cùng theo dõi thì để cho mọi người yên tâm là người ta đã đang làm hàng rào bảo vệ rồi. Sau này á thì theo mình được biết á, thì người ta sẽ không có cho xe máy vào. Khi hoàn thành thì trên tinh thần cuối tháng 11 sẽ hoàn thành á, thì có thể thông xe chính thức vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 thôi. Đó là những cái thông tin chính thức người ta đưa ra từ Bộ Giao thông Vận tải. Mình cũng có gặp cái người làm ngay chỗ cao tốc này nữa, thì người ta cũng khẳng định rằng là cuối tháng này sẽ xong. Là mấy cái hàng rào bảo vệ này thấy chứ nhanh lắm. Người ta chỉ ép mấy cọc xuống cái người ta kéo lưới, kéo ba cái hàng chì gai á, thì nhanh lắm. Vào mùa nước nổi với ngay cái kinh nè, nên chơi tận dụng mấy cái xuồng này nè, mấy xuồng composite này, cái người ta bỏ mấy cái cây kẽm này lên, mấy cây kẽm của cầu đường này, mấy cây kẽm tốt lắm nha, chứ không phải như mấy cây kẽm bình thường mà mình mua mình cắt mình làm nhà đâu. Mấy cái này nó chống ăn mòn hay lắm. Nhiều khi mình thấy ở ngoài mưa nắng ở ngoài biết nhiêu năm trời mà nó không có sét, nó không có mòn. Còn mấy cái cây mà đòn tay đòn gì của mình làm ở nhà mình á, thấy chứ mưa nắng vài tháng bắt đầu nó sét chứ. Còn cái này cái tiêu chuẩn chất lượng nó cao á, chơi một cách kiểu rất là thủ công mỹ nghệ luôn. Hai ông, ba ông, bốn ông đứng lên nhúng. Thời đại công nghệ 4.0 mà còn chơi 0.4.
Ồ, thấy chứ 4-5 ông đứng anh nhúng cũng mấy hồi. Mà nói chứ nhúng mà nhúng nguyên cái đoạn đường này chắc xỉu luôn á. Mà nói chứ quan trọng là điều chỉnh cái vị trí cái cột cho nó thẳng nó kìa mới khó kìa. Chứ không phải mà ép xuống không đâu, ép xuống không thì nói làm gì. Nó có là mấy cái móc râu ở bên ngoài ấy, quay qua hướng bên ngoài để người ta quấn chì gai vào. Đó, toàn bộ quá trình của một quá trình mà nhấn cái cây xuống. Còn hai cây nữa nè. Thấy chứ cầm xuống cũng sâu lắm à. Nào mọi người thấy là từ cái bát đó đó. Cái bát đó, cái bát mà của cái anh đang cầm kìa, hình như là cái bát đó là xuống sẽ xuống tới mấy mức mí nước á. Thì nhấn xuống chắc cũng cả 2 mét vậy. Đây, đây là cặp bên cao tốc. Đó, chơi xuồng không à. Mùa này nước nổi mà, phải chơi xuồng thôi. Đó, chơi công nghệ thứ dữ luôn. Đấy, cây thọt ngang. Hai ông nhảy lên đạp. Đó, nên nói chứ cao tốc là phải làm mấy cái hàng rào này hết mới được. À, bây giờ chỉ mới định hướng lên cao tốc thôi, nhưng mà những cái công trình này người ta phải làm cho nó giống cao tốc luôn, bởi vì mình quản lý theo kiểu cao tốc mà sẽ không cho xe xe máy vào nữa. Thì sau này những cái đường chốt lên xuống á, sẽ có những cái chốt để bảo vệ, để không có cho xe nhỏ vào. Kể chiếc máy cài này, chắc mình nghĩ chiếc máy cài này chắc nó cũng có chức năng gì liên quan tới cái chỗ làm mấy cái trụ này chứ không thôi tự nhiên nó chạy tới đó làm chi. Để coi coi hồi vậy. Nó có chạy vô nó làm gì không, mà thấy nó chạy nhóng nhóng tới kìa. Mình nghĩ chắc cái máy cài này nó có dụng cụ để mà đè mấy cái trụ này xuống á, mà tại chắc cái chỗ có mấy cái lỗ mà mấy anh đang nhúng chắc có vấn đề gì đó, nên cái máy cài đó nó không ép xuống được chứ trên đường cao tốc nó dài bước nhiều, mà mấy dùng mấy cái công cụ bằng sức lao động của con người mà nhấn kiểu đó biết chừng nào mới xong. Để coi tới cái cây tiếp theo này cái máy cài nó có qua để nó làm hay không. Mình nghĩ mấy cái trụ cao cao của máy cài đó chắc để dành ép mấy cái trụ này hay gì á. Giờ mấy ông cũng đang tập trung chỉnh cho nó ngay á. Nó có giăng một cái cọng dây ở bên dưới á, thấp thấp ở dưới á, chắc đạp xuống tới cái mí đó là người ta ngưng lại. Với để cho nó thẳng nữa, thẳng hàng nữa. Mà làm chì gai này mình thấy chứ dễ xâm nhập vô lắm, chứ không phải như kiểu mà lưới B40. Lưới B40 thấy chứ cắt ra cũng cực. Còn cái hàng chì gai mình thấy ai mà muốn đi vào, người ta lấy cái kìm, người ta cắt cái bập, cái là có cái lỗ chui vô được. Hai ba bốn ông, năm ông, sáu ông luôn, nhảy lên. 2, 4, 5. Chắc chút xíu là sẽ đóng tới đây luôn á. Hồi nãy giờ mình thấy dài dài khúc ở dưới thì người ta cũng có người tới cái giai đoạn mà người ta giăng dây rồi. Để hồi mình xuống tới dưới mình coi người ta giăng dây coi nó làm sao. Cái chú này cũng làm những công trình, quản lý công trình. Đó, mấy chiếc xuồng này là chuyên chở mấy cái trụ này đi qua bên đây để người ta đóng xuống. Bởi vì tới tháng mùa nước nổi nên
nên không có tiếp cận bằng mấy cái khác được. Đây chiếc máy cày nó bắt đầu nó ve đất vô nè. Mình nghĩ chắc cái phía sau mấy cái trụ cao cao đó là để thiết bị dùng để đóng cái cọc này xuống nè. Rồi coi cái họ làm như thế nào. Rồi không, thấy ve đất vô không? Không biết họ nhét vô cái chỗ nào để họ ép xuống nè. Vậy phải vậy mới được chứ. Tưởng đâu mà thời đại nào mà còn dùng người ta mà ép ép kiểu đó thì thôi. Ép nguyên tuyến đường mà 50 cây số này chắc mấy tháng quá. Để mời quý vị cùng theo dõi coi cái máy này nó làm như thế nào nha. Kìa, họ điều chỉnh cái cần trục ở trên kìa. Chắc vô cái lỗ này quá, người ta kéo con dây ép xuống quá. Chắc ta dùng cái hệ thống cuốn dây ép cái dây này gịch xuống, dùng cái sức của cái chiếc máy cày này để ép nó xuống quá. Giống như có một cái hệ thống motor để nó cuốn cái dây này cho nó gịch xuống. Đây đây, ô thấy đơn giản quá mọi người. Thì ra là cái máy cày này nãy giờ là cái máy người ta dùng để người ta ép cái này nó xuống. Thấy cũng nhẹ nhàng, nhấn cái ịt cái nó chạy xuống. Chủ yếu người ta đang chỉnh chỉnh cái cho nó đúng vị trí á. Đó, gịch xuống cái xuống cái ẹp xuống thì nó quá gọn. Đó, đóng một cái cây tốc hành. Thì ra chỉ là quăng cái đít vô cái là đóng được à. Chắc cái chỗ hồi nãy mấy anh nhúng nhúng chắc có thể là do cái chỗ đó nó có chủng xuống quá hay sao á. Mà nhiều khi cái máy cày người ta không có đi vô được á. Nên phải dùng sức người để nhấn xuống vậy thôi. Đó thì hồi nãy giờ là toàn bộ quá trình người ta ấn một cái cọc xuống để làm cái hàng rào bảo vệ nha. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video của kênh Tây Phương. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một cái video tiếp theo.